Trời ơi, rồi hai bạn cá mập nữa. Quá trời Đúng đẹp rồi em. luôn. Nó bên đây nè chị Giang ơi. Ủa, nó qua bên đây rồi hả? Nó qua bên đây rồi. Sao nó sợ chị nó đi qua đây vậy? Chị định xin nó một cái điều gì đó tự nhiên cái nó đổ qua đây hết trơn trời. Đâu? Đẹp quá nha. Đó, góc này đẹp lắm luôn nha. Nó lại qua bên kia rồi, kỳ cục ghê á. Không sao đâu, không sao đâu. Tụi cưng ơi, chị đây nè. Ừ, chị nói chuyện với nó đi để cho nó biết là chị vẫn còn. Mấy ngàn con luôn á, thật sự nó nguyên một đám giống như là một cái gọi là cái san hô mà ở nằm dưới biển á, mà phất phơ qua phất phơ lại. Qua lại mà nó chạy ra chạy vô từng đàn cá đoàn kết mà. Trời đẹp quá. Bên trong có anh đó, anh ca tiếng Tây. Rồi tâm sự đi. Hôm nay chương trình mới Dũng, hôm nay chương trình mới có hát. Mỗi ngày có thay đổi tiết mục liên tục nha quý vị nha. Nè ở đây có tập gym nữa nè, ở đây có tập gym nè, rồi ai mà muốn lặn ở dưới san hô nè, đó là tiền, là khi mình đi lặn á là mình phải trả tiền, tại cái đó là ngoài chương trình. Còn ở đây là ăn uống ha, hoặc là phục vụ đó, như ca nhạc hôm nay nè, rồi buffet ngoài trời hôm qua bữa đầu tiên đó. Thôi coi nó kéo qua bên kia rồi, nó kéo qua kia nữa rồi. Rồi xong nó đi cái chùm không ha. Ôi đẹp quá, đẹp quá luôn á. Làm như á có một cái con chủ động, tụi bay đi là nó đi đúng không? Tụi bay ngược lại là ngược lại. Con đó người ta gọi là con đầu đàn. Con đầu đàn. À, mà con mà chị kêu là con chủ động. Chị nghĩ gì chị nói đó à? Thì chủ động thì đúng rồi, làm chủ động. Thì là chủ của cái động này, đầu động cá. Rồi thôi nha mọi người, bye bye mọi người nha. Cá đẹp quá, bây giờ ngồi ngắm cá đó, coi như gần sắp về rồi ngồi ngắm cá. Bye bye mọi người.